Rồi chào mọi người, bây giờ lại tiếp tục giới thiệu cho người một cái tua vít ha, tua vít hình chữ T của hãng Inco. Đây là cái dòng mà nó có là 18 chi tiết nha anh em, 18 chi tiết đấy, rất là đẹp luôn nha. Đang thử xem thì 18 chi tiết này bên cửa hàng mình đang bán với giá chỉ có 100.000 cái thôi, giá khá rẻ. Chỉ có 100 thôi nè, rẻ lắm, 100.000 bộ vậy nè. Đó. Thì anh em khui ra ha, đây anh em xem ha, rất là đẹp luôn nha. Đó thì ở trong đây nó sẽ có những cái đầu vít này nè, nối vào trong đây ha, anh em xài những cái này. Thì cái này nhỏ nhất của nó là đây đây này này, nhỏ nhất là 4 nè, ở 5 nè, 5 nè, 5 ly ha, 5 ly nè, 6 ly nè, này là 7 nè, 8 9 anh em ha, 10 đó. Thì nó từ 5 đến 10 ha, 5 6 7 8 9 10. Đó là những cái nụ nè ha. Cái này anh em xài phải, anh em phải bỏ này vô trong đây. Nè. Em muốn xài thì em bỏ này vô trong đây ha, đó. Rồi mình sẽ làm cái này nối trong đây. Đó, nó sẽ có 500 lại ha. Nó sẽ có 500 nó giữ lại. Đấy. Đấy. Thì cái này nữa anh em xài thì anh em ra bỏ này vô. Đây. Rút ra ha. Đó, nha. Rất là đẹp luôn anh em ha. Đó. Nguyên cái bộ này có 100.000 thôi. Cái này nó có tự động nè, em lắc qua nè. Xoay lên nè. Nha. Đó, lắc lại nè. À. Đó, siết lại, siết vô nè. Siết vô nè anh em ha. Đó, hồi nãy là mở ra. Còn em lắc nằm ở giữa. Nằm giữa là cứng 22 chiều luôn ha, cứng hai bên luôn, nó không có tác dụng gì hết á. Anh em nằm giữa là cứng luôn nè. Thấy chưa? Cứng chiều ra lẫn chiều vào ha, tùy theo anh em muốn xài nào thôi. Đó, còn này mình có thể mình đưa vô xíu ha. Đó, đưa sát vô luôn, nằm vậy thôi. Anh em ha, nó dài ra thì kéo ra, đưa dài ra. Đó. Rồi ok. Và cái tiếp ở đây là những cái đầu vít. Anh em có thể chọn đầu vít cái màu này cũng khá là xịn nha anh em. Thì nó sẽ có là BH1, BH1, BH2, BH3, rồi BZ, BZ1, BZ2, BZ3. Rồi dẹp ha, 5 ly rồi đó, 5 ly, 6 5 ly, 5 rưỡi, 6 ly. Hay những cái con dẹp này nè. Nhưng mà cái này á, nó là một loại thép CRV nha anh em. Thép CRV. Rất là chắc chắn luôn. Em sẽ xem những cái đầu thép nè, là những cái con thép này hay làm bằng thép CRV ha. Anh em thấy không? Thép CRV nhìn rất là chắc luôn. Thì đa phần những thép anh em muốn làm vít thì những cái thép đó nó mới chắc được ha, để cứng cáp được cái vít chúng ta. Rồi ok, 100.000 cho một cái bộ này nha anh em. Đó, hàng của Inco rất là đẹp. Cái đầu này màu lớp màu vàng cực kỳ sang sang luôn ha, anh em có nhu cầu có hàng lấy. Rồi video kết thúc ha, anh yêu cầu các bạn sẽ chờ hẹp lại.